Các bác là Quân vừa từ trong bệnh viện 108 ra, bây giờ ra tại cổng ấy rồi. Nhiều lượng xe đi lại trên đường phố rất là đông. Và Quân sẽ chọn cái hình thức di chuyển tới nhà bác Tân Hoa Ban bằng xe ôm Grab bác. Đây này. Quân đặt một xe rồi, bác tài xế bác ấy đang bận bữa sáng rồi, vậy là Quân sẽ chờ khoảng 5 phút nữa thì Quân sẽ bắt đầu tiến hành đi. Mấy cái ăn, mấy cái 4 cái bao tiền? 4 cái ờ mình có cái cũng rẻ đó nhỉ. Nhà đây. Hả? Không, người nhà đây mà. Em vào tìm cái địa chỉ, anh xem địa chỉ đúng không? Đây đây, nó còn có 70 mét nữa đến rồi. Đi thẳng à? Grab chỉ mà cuối cùng vào cái khu vực này đây. Chắc đi đường khác không nhỉ? À, hỏi anh này, anh ơi, chắc hỏi cái cửa hàng anh Tân Hoa Ban ở có gần đây không anh? Tân Hoa Ban nhưng mà Hoa Ban Food ạ. Địa chỉ cơ. Hoa Ban Food anh. Không phải địa chỉ, là anh xem cái địa chỉ trong này. Ngõ 258 ngách 54. Gì? Phố gì? Phố Tân Mai. Thế dãy này có ngách này. Có ngách, đi bộ vào được anh. Đây này, đi xe qua đây thôi, chỉ xe máy vừa. Thôi không, không cần đi xe đâu, anh quay lại đi, em đi bộ cũng được rồi. Ừ. Không có ngách Tân Mai nhé, dễ vào đấy. Em có phải ngõ 27. Chắc đúng rồi. Đâu em xem lại, em lấy điện thoại em chụp lại địa chỉ không? Không tí nữa này không biết. Cảm ơn anh nhé. Đây nó báo thì có 70 mét đấy, chứ đây này 100 mét thì đúng là chỗ đằng này rồi. Qua cầu kia hả anh? Còn mấy trăm mét nữa ạ? Dạ. Vâng ạ. Bác ơi, cho cháu hỏi số 11 ngõ 258. Đây là ngõ 258 này bác nhỉ? Phải không ạ? Cứ hỏi nữa. Để cháu xem. À đây ngõ 258 đấy rồi. Cháu đi bác ạ.
Thưa bác, con đang ở chỗ ngõ 258. Thì con điện cho Hoa Ban, một chị trực chị báo là đến cái số nhà 54. Thì có ngách, gọi ngách 54 đây ạ, số 54 đây. Đây chắc ngách này rồi ạ. Các bác thấy có cái biển hiệu của Hoa Ban kia. Số nhà 11. Đây rồi. Em chị ạ. Thưa bác, Quân vừa ở cửa hàng chỗ anh Tân Hoa Ban và mua được một cặp hạt sồi Bắc Hán. Và rất là may mắn cho Quân là tuy hôm nay đi lạc đường, Grab họ chỉ đường vòng, nhưng mà Quân lại bù lại, Quân lại được gặp anh Tân và anh Toàn ở ngay cái cửa hàng trưng bày sản phẩm của anh Tân. Thì thưa bác, lại cảm nhận đầu tiên của Quân đó là anh Tân là một người rất là cởi mở và chân chất. Những gì anh thể hiện ở trên YouTube như nào thì ở ngoài đời thực tế anh cũng như vậy, nhanh nhẹn và cũng làm việc rất là nguyên tắc. Quân lấy ví dụ đó là cái việc vào trong cửa hàng là Quân không có hình ảnh để cho bác xem, bởi vì là quy định ở trong cửa hàng của anh Tân đó là không được quay phim chụp ảnh. Và anh Tân cũng dành thời gian cho Quân là 10 phút hai anh em nói chuyện về cái định hướng cho cái kênh YouTube của Quân, của bản thân Quân, và Quân cũng học được một số điều từ anh Tân. Thưa bác, là bây giờ cũng là 11 giờ trưa rồi, Quân cũng phải chuẩn bị xe ra bến xe bát, sau đó là đi về Lạng Sơn. Từ đây về Lạng Sơn là mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Quân sẽ gặp lại các bác trong các video giới thiệu về những cây thuốc, vị thuốc quý. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào bác và hẹn gặp lại các bác trong các video sau. Chú cho hỏi ra bến xe bát đi nào nhỉ? Đi thẳng luôn. Còn cách xa nữa không ạ? Nếu đi bộ thì mất 20 phút, rồi đi xe ôm vâng. Thì mất 5 phút. Cho tao đi xe ôm ra đấy. Vâng. Đi ra cho anh chở luôn. Vâng vâng, thế chú chở cháu. Vâng. Không vào 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 vào. Đây con mua được mắc khén này các bác. Hạt dổi. Cái này là hướng dẫn sử dụng đây các bác. Thế thôi bác. Một bộ này là 450.000. Món gì đấy? Hạt sồi Bắc Hán ở chỗ anh Tân Hoa Ban đấy ạ. Sắp có xe chưa chú? Đây đây, xe bên đường bảo vợ ra chạy vào nhà đây rồi. Vâng ạ.